Huấn luyện viên Chuse nói lời bất ngờ về việc chia tay đội tuyển Việt Nam. Ông Chuse khẳng định đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ và đi đúng hướng. Huấn luyện viên Chuse bất ngờ chỉ trích truyền thông Việt Nam, tất cả là tại tôi. Ông Chuse nói lời bất ngờ về việc chia tay đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chuse khẳng định sẽ nỗ lực để giúp đội tuyển Việt Nam tiến bộ và không có chuyện ông dừng lại vì những thất bại. Đội tuyển Việt Nam đã chính thức dừng chân sau vòng bảng Asian Cup khi để thua liền 2 trận trước Nhật Bản và Indo. Dù vậy, trước khi chia tay giải đấu, đoàn quân áo đỏ vẫn còn trận đấu với Iraq diễn ra vào ngày 24 tháng 1. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận, Chuse cho biết trận thua 2 nên không còn khả năng đi tiếp. Nhưng toàn đội vẫn giữ vững động lực vì hai lý do. Thứ nhất là giữ màu cờ sắc áo, danh dự tại cấp độ châu lục. Thứ hai thì đây là nền tảng chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup với Indonesia. Trận đấu với Indonesia, dù thua nhưng đội vẫn thể hiện được tinh thần mạnh mẽ và dám chơi bóng. Các cầu thủ không bỏ cuộc cho tới phút cuối cùng. Đây là điều mà cầu thủ cần phải giữ vững cho trận đấu ngày mai cũng như hai trận vào tháng 3. Sau thất bại trước Indonesia, Chuse đã nhận về nhiều chỉ trích, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng VFF nên sa thải nhà cầm quân người Pháp. Đáp trả lại điều đó, ông Chuse khẳng định: "Tôi thừa nhận và chịu trách nhiệm về kết quả của đội bóng này. Tôi hiểu được cảm xúc của người hâm mộ sau hai trận thua. Khi mà VFF thuê tôi, trước đó Việt Nam thua 8 trận ở vòng loại World Cup. Mục tiêu của VFF đó là tạo ra năng lượng mới để đối đầu với các đội hàng đầu. VFF chọn tôi sẽ chiến đấu, tôi sẽ giúp đội tiến bộ nhất có thể. Tôi chấp nhận chỉ trích nhắm vào tôi, nhưng họ chỉ trích cầu thủ mà không thấy họ nỗ lực tiến bộ. Tôi khó chấp nhận. Tôi chấp nhận chịu trách nhiệm về kết quả và các sai số, nhưng khi nào cầu thủ còn tôn trọng, liên đoàn còn tin tưởng tôi thì tôi còn chiến đấu." Nhận xét thêm về Iraq, Chuse khẳng định đây là đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, phù thủy trắng cho biết toàn đội vẫn nỗ lực để có được trận đấu tốt trước khi chia tay Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Chuse khẳng định đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ và đi đúng hướng. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp đội tuyển Iraq ở lượt trận cuối, ông Philippe Chuse nhận trách nhiệm vì bị loại sớm tại Asian Cup, nhưng ông tin là đội tuyển Việt Nam vẫn đang đi tiến bộ và đúng hướng cho hành trình sắp tới. Sau 2 trận thua, đội tuyển Việt Nam đã không còn cơ hội đi tiếp tại Asian Cup 2023, thế nhưng toàn đội sẽ giữ vững được động lực trong trận đấu ngày mai, thứ nhất để bảo vệ danh dự cũng như là màu cờ sắc áo của Việt Nam. Chuse mở đầu buổi họp báo trước trận cuối cùng vòng bảng gặp Iraq. Nói về chỉ trích người hâm mộ những ngày qua, chiến lược gia người Pháp cho rằng mọi người có thể chỉ trích tôi vì đội nhà thất bại hay thậm chí là bị phạt đền. Thế nào cũng được, nhưng tôi không chấp nhận những chỉ trích nhắm vào cầu thủ của tôi vì họ đã chiến đấu hết mình và đang tiến bộ. Ông Chuse nói tiếp, tôi tin rằng hai trận đấu vừa qua, dù thua Nhật Bản và Indo, thì toàn đội đã thể hiện tinh thần dám chơi bóng cũng như là đặc biệt trong hiệp 2 trận đấu gặp Indonesia. Rõ ràng toàn đội cũng đã thể hiện một tinh thần và ý chí không bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng. Thứ hai, tôi tin rằng các cầu thủ cần phải giữ vững tinh thần cho trận đấu ngày mai gặp Iraq cũng như hai trận đấu tháng 3 gặp Indonesia. Về quyết định không sử dụng tiền vệ hùng dũng trong trận Indo, ông Chuse giải thích rằng ông chọn nhân sự luôn dựa trên các yếu tố phân tích và tình huống thực tế, cảm thấy tiền vệ người Hà Nội không phù hợp với thế trận dồn ép mà Indo tạo ra. Đánh giá về kết quả tại Asian Cup, ông Chuse nói, tôi thừa nhận và chịu trách nhiệm về kết quả của đội bóng này. Mục tiêu của VFF đó là tạo ra năng lượng mới để đối đầu với các đội bóng hàng đầu. Việt Nam không dễ để đối đầu với các đối thủ top 10 châu Á. Tôi sẽ phải chọn cách tiếp cận mới. Tôi chọn các cầu thủ không sợ hãi, dám chơi kiểm soát bóng. Chúng tôi vẫn đang tiến bộ. Mọi người không nhìn vào những gì mà chúng tôi đã làm suốt 8 tháng qua. Ông nói, trước khi VFF thuê tôi, đội tuyển đã thua 8 trận ở vòng loại World Cup. VFF muốn tôi tạo ra năng lượng mới để đối đầu với các đội hàng đầu châu Á. Điều không dễ, nhất là khi gặp top 10 châu lục. Tôi sẽ phải chọn các cầu thủ mới, những người không sợ hãi và dám chơi kiểm soát bóng. Người ngoài có góc nhìn khác, còn tôi là người trực tiếp dẫn dắt thì lại thấy khác. Tôi cũng đọc được nhiều bình luận từ Nhật Bản, Iraq hay Qatar khen ngợi Việt Nam. Đội tuyển vẫn đang tiến bộ theo hướng này, dù trải qua 2 trận thua. Ngay cả khi đã bị loại, các cầu thủ vẫn thể hiện được tinh thần và thái độ rất tốt. Tôi hài lòng vì điều đó và sẽ tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu giúp đội nhà tiến bộ. Đánh giá về đối thủ Iraq, ông thầy người Pháp cho biết, đừng quên Iraq từng là nhà vô địch châu Á. Tôi nghĩ Iraq đang là top 5, top 6 của châu Á. Họ có thể sánh vai với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Theo quan điểm của tôi, Iraq sẽ có mặt tại World Cup. Đội bóng này có thể là ví dụ để chúng tôi phát triển theo. Tôi cố gắng giải thích cho các cầu thủ về kỹ thuật, chiến thuật. Họ cần phải có thêm trải nghiệm trận đấu đỉnh cao. Tôi cố gắng dạy họ, họ cũng cố gắng. Tất nhiên là không dễ. Tôi đang cố gắng để mở ra con đường mới, tầm nhìn mới. Ông Chuse cũng khẳng định cách tốt nhất để cho các học trò của ông về nước với tâm lý thoải mái là đánh bại Iraq. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Iraq là từng vô địch Asian Cup, thuộc top 5-6 châu lục, ngang tầm với Nhật Bản và Hàn Quốc. Tôi tin là Iraq sẽ được dự World Cup 2026 và xem họ như là một ví dụ để cho các cầu thủ Việt Nam học tập và phát triển. Tôi hy vọng ngày mai các cầu thủ sẽ chơi tốt và để lại hình ảnh đẹp, bất luận kết quả như thế nào, ông nói.
thêm rằng các tuyển thủ Việt Nam nên xem trận đấu này coi như cơ hội trải nghiệm một trận đấu đỉnh cao. Theo lịch vào lúc 18:30 ngày 24 tháng 1, Việt Nam sẽ gặp Iraq ở trận thứ 3 bảng D. Đây sẽ là trận đấu mà Iraq không cần mục tiêu khi họ đã giành quyền vào vòng 1/8, trong khi đó Việt Nam đã bị loại. Để chuẩn bị cho trận đấu này, bên cạnh các buổi luyện quân tại sân tập Al Rayyan, thầy trò Chuse cũng đã có buổi tham quan sân vận động Jassim bin Hamad nhằm làm quen với không gian và có mặt cỏ của địa điểm tổ chức. Toàn đội hiện đã đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt nhất trước khi đối thủ mạnh Iraq khép lại hành trình tại vòng chung kết Asian Cup. Như lời chia sẻ của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh tại cuộc họp báo, Việt Nam đã bị loại nhưng mỗi khi được khoác lên mình màu áo đội tuyển đối đầu với chúng tôi là vinh dự và trách nhiệm. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở mọi trận đấu. Tôi và toàn đội hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực và hy vọng rằng sẽ trở về nước với một kết quả tích cực. Huấn luyện viên Chuse bất ngờ chỉ trích truyền thông Việt Nam, tất cả là tại tôi. Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng Asian Cup khi rơi vào bảng đấu có Indonesia và Iraq, đặc biệt sau khởi đầu ấn tượng trước Nhật Bản. Cho dù là thua Nhật, nhưng đội bóng của Chuse vẫn được khen ngợi khi ghi hai bàn và thi đấu đầy tự tin. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam lại thua Indo 0-1 ngay sau đó và chính thức bị loại. Nhiều cầu thủ áo đỏ tỏ ra bị cóng và thi đấu không tốt. Kết quả này khiến cho ông Chuse chịu vô số chỉ trích trên mạng xã hội. Dù vậy, hầu hết các kênh truyền thông lớn của Việt Nam vẫn đang bày tỏ sự ủng hộ với huấn luyện viên người Pháp và cho rằng ông cần thêm thời gian. Trong bối cảnh đó, việc Chuse chỉ trích truyền thông Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với tuyển Iraq, Chuse nhận được câu hỏi về việc phải chịu đựng nhiều chỉ trích từ Việt Nam. Ông cho biết, tôi chịu trách nhiệm với kết quả của đội bóng này. Tôi hiểu cảm xúc của người hâm mộ và truyền thông sau hai trận thua, nhưng họ không nhìn vào những gì mà chúng tôi đã làm được trong suốt tháng 8 vừa qua. Mọi người quên mất rằng tuyển Việt Nam đã thua 8 trận vòng loại World Cup trước khi VFF thuê tôi. Mục tiêu của VFF đó là tạo ra nguồn năng lượng mới giúp Việt Nam đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á. Đây là điều không dễ dàng, Việt Nam cần có những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng, chiến thuật hợp lý và tinh thần không sợ hãi. Chúng tôi đang ở trong quá trình xây dựng điều này. Asian Cup có lẽ đến hơi sớm nhưng tôi thấy các cầu thủ đang tiến bộ. Thật đáng tiếc truyền thông không thể nhìn thấy bên trong nội bộ đội tuyển. Truyền thông chỉ trích đội bóng mà không nhận ra các cầu thủ chơi với 200% nỗ lực. Tôi thất vọng vì họ không tôn trọng nỗ lực đó. Truyền thông muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi chấp nhận, tất cả là tại tôi. Đội tuyển không ghi bàn, chịu phạt đền là tại tôi. Đó là việc của truyền thông, tôi chỉ cần các cầu thủ tin tôi, VFF tin tôi sẽ cố gắng giúp tuyển Việt Nam tiến bộ nhất có thể. Tôi đọc nhiều bình luận từ quốc tế, nhiều người thấy chúng tôi đang làm tốt. Ngoại trừ truyền thông Việt Nam, hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt cho Iraq. Tạo hình ảnh đẹp để mọi người thấy chúng tôi vẫn có tương lai.